tử vi tuần mới từ 19 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương bình tĩnh hơn trong việc nhìn sáng tỏ mọi việc. Không bị những thông tin làm nhiễu đi những suy nghĩ. Tính toán của bản thân, bạn nên thử những hoạt động mới mẻ trong cuộc sống của mình, đó là cơ hội để bạn thoát khỏi những lối suy nghĩ cũ đang kìm hãm bản thân. Đôi khi có những thứ kết thúc với một lý do tốt đẹp hơn. Bạch Dương cần có những suy nghĩ tích cực lên, đã đến lúc tròm sao này nên thay thế những nền tảng cũ của quá khứ bằng một thứ gì đó tốt hơn. Nếu thứ tư này Bạch Dương không được khỏe thì nên kết thúc công việc sớm và về nhà nghỉ ngơi. Cơ thể của bạn đang tìm cách để thông báo cho bạn biết đấy, đừng ngó lơ nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 15 và 68. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi 6 tháng 3 năm 2024 dự báo rằng hành động của Kim Ngưu phải linh hoạt, năng động hơn. Nếu cứ để phụ thuộc quá vào sự hỗ trợ của người khác, bạn sẽ không có cơ hội để tiến bộ. Tránh nói điều gì đó có thể làm tổn thương người khác. Có thể là Kim Ngưu không có ý gì, nhưng người ta đang rất mong manh và dễ bị tác động bởi ý kiến trái chiều người ấy cần những quan tâm chân thành chứ không chỉ là lời nói hoặc vài ba món quà. Thái độ của người ấy đối với Kim Nghiêu mới là điều thực sự quan trọng. Chòm sao này không gặp may về tiền bạc đâu. Đây không phải là thời điểm dành cho những cuộc đầu tư mạo hiểm, đánh cực hay dựa vào sổ số để giải quyết các vấn đề của bạn. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 23 và 69. 3. Cung song tử song tử là một nhân viên chăm chỉ và tận tụy nhưng thận trọng về cách thức làm việc mới. Vậy nhưng đừng vì thế mà cố chấp. Luôn cho rằng mình đúng và không muốn tiếp thu cái mới nhé. Chòm sao này đang tìm kiếm được thông tin hữu ích để áp dụng vào công việc hiện tại. Đừng quên lưu lại chúng để sử dụng trong tương lai song tử nên kiểm tra đi kiểm tra lại những con số, tránh trường hợp chuyển tiền nhầm cho tài khoản khác, bạn mất nhiều thời gian để sửa chữa lỗi lầm này. Chòm sao này nên cẩn thận và chú ý những gì mình đang làm nếu chúng ở trong hoàn cảnh sẽ có thể gây nguy hiểm, như lái xe, cắt cỏ, leo núi, bơi lội, đi thuyền. Con số may mắn của song tử ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 16 và 89. 4. Cung Cự Giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải nên nghỉ ngơi, thời gian vừa qua bạn đã vất vả và tốn quá nhiều công sức rồi. Đã đến lúc cho bản thân thời gian để tĩnh dưỡng hợp lý. Thay đổi không bao giờ là một điều dễ dàng chấp nhận, nhưng khi bạn chống lại nó bao nhiêu, nó càng đến nhanh bấy nhiêu. Nếu Cự Giải nhìn thấy bất kỳ vấn đề nào trong mối quan hệ của mình thì nên tìm cách ngăn chặn chúng ngay lập tức. Làm như vậy có thể giúp cự giải ngăn ngừa các vấn đề lớn hơn xảy ra sau này. Thể trạng của chòm sao này lúc này khá tốt nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, tránh bỏ bữa vì bận rộn, ăn vừa đủ sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Con số may mắn của cự giải ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 23 và 41. Năm cung sư tử sư tử không muốn thay đổi cách nghĩ trong khi nó không làm cho cuộc sống của bạn khá lên trong suốt thời gian dài vừa qua bạn nhận thấy rõ sự may mắn của bản thân trong thời gian này nếu công ty đang sa thải người có thể thấy mình là một trong số ít những người may mắn được giữ ở lại những mối quan hệ có nền tảng yếu kém hoặc đổ vỡ mặc dù ban đầu sư tử rất đau khổ nhưng những điều này sẽ mở đường cho những trải nghiệm mới. Quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn trong thời gian này. Bạn nên hết sức cẩn thận với thuốc và thức uống có cồn nếu bạn đang dùng chúng. Con số may mắn của sư tử ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 23 và 66. 6 khung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ cảm thấy khó tin tưởng ai nếu bạn không thực sự dành thời gian để quan sát và đánh giá tình hình. Hãy thay đổi nếu bạn chán ngán một công việc đơn điệu. Tẻ nhạt như hiện tại. Đây có thể là cơ hội cần thiết để bạn mở rộng tầm mắt với những cơ hội nghề nghiệp tốt đang chờ đợi xử nữ. Những người đang yêu có thể tìm thấy một bước ngoặt tích cực trong cuộc sống lãng mạn của họ trong ngày 8 tháng 3. Những ai vẫn đang độc thân vẫn vui vẻ sống sót qua ngày lễ này bên bạn bè. Vấn đề tài chính của xử nữ có thể không lớn như bạn lo sợ, hãy giải quyết mọi thứ theo cách đơn giản nhất. Con số may mắn của xử nữ ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 23 và 44. 7 cung thiên bình thiên bình có cái nhìn tích cực hơn với mọi người chính vì thế mà bạn cư xử rất hòa nhã vui vẻ với họ dù họ có là ai đi chăng nữa hôm nay có người cố tình lợi dụng lòng tốt của bạn bạn từng rất muốn giúp nhưng đừng vì thế mà ngại nói không với họ đúng lúc thiên bình đang trải qua chuyện không vui có thể là mối quan hệ lãng mạn của bạn sắp kết thúc bạn không nhìn thấy tương lai cho cả hai người dù đã ăn uống có chừng mực, đúng giờ rồi, tuy nhiên bệnh đau dạ dày của bạn vẫn tái phát. Gây cảm giác vô cùng khó chịu, hãy tránh xa những vấn đề đang gây stress trong cuộc sống của Thiên Bình. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 60 và 88. 8 cung bọ cặp bọ cặp mong muốn sự tự do nhưng lại bị kiểm soát dường như không thể bứt phá được năng lượng của mình đúng mức độ mong muốn khó khăn ở hiện tại mang lại cho bạn những kinh nghiệm quý giá để tránh sai sót về sau thất bại ở hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi chòm sao này nên cẩn thận hơn với chuyện tiền nong của mình có thể có những bất ngờ không mong muốn liên quan đến tiền bạc như bị quỵt Bọ cạp cần quan tâm tới những lời cảnh báo nếu bạn thực sự coi trọng mối quan hệ của mình thì đã đến lúc tròm sao này nên kiểm soát thiệt hại hoặc mở một cuộc giao tiếp để giải tỏa những hiểu lầm. Con số may mắn của bọ cạp ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 66 và 89. 9, công nhân mã nhân mã bị áp lực phải thay đổi khó khăn cũng là lúc bạn phải tìm lại sức mạnh thực sự của mình mọi việc hôm nay có vẻ suôn sẻ khi bạn được đảm nhận nhiệm vụ đúng năng lực của mình nhân mã có biết căng thẳng kéo dài là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh tật hãy tập thói quen đi ngủ sớm thì bạn mới dễ vào giấc hơn nhé nhân mã không nên tranh luận với người thương vì cả hai bận chỉ đang đứng trên hai quan điểm khác nhau mà thôi con số may mắn của nhân mã ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 10 và 88. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma kết thể hiện mình là người có năng lực. Bạn thường cố hết sức mình để giúp đỡ mọi người. Việc có những biện pháp phòng ngừa là cần thiết. Thế nhưng đừng vì thế mà bi quan với tình hình hiện tại. Mà kết luôn có cách thức để dẫn dắt mọi người đúng hướng. Nên trở về nhà sớm, mà kết chuẩn bị bữa cơm thật ngon. Hạn chế việc đi ăn ở quán xá vì các món ăn ở đây có nhiều chất phụ ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của bạn đấy nhé. Mà kết trở nên kiên nhẫn và muốn lắng nghe những tâm tư. Tình cảm của người ấy, gia tăng sự thấu hiểu giữa hai người. Con số may mắn của ma kết ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 22 và 36. 11. Cung Bảo Bình tử vi 12 tròm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình dè dặt và cẩn thận, không dám hành động khinh suất vì lo lắng những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những gì chưa biết hãy chủ động hỏi vì mọi người rất nhiệt tình trong việc giải thích cho bạn bạn không cần ngại hay sợ bị chê mà không dám hỏi ai không phải cứ tới phòng tập mới là tập luyện bảo bình có thể đi bộ chạy ở gần nhà vừa tiết kiệm mà đảm bảo sức khỏe tài chính thời gian này có vẻ đã ổn định chòm sao này cũng đã có chỗ dựa vững chắc và có xu hướng muốn tìm hiểu thêm những cách gia tăng thu nhập cho mình con số may mắn của Bảo Bình ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 68 và 99. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết thứ tư này, song ngư thường có xu hướng hành động bộc phát, ai nói gì là muốn phản pháo lại ngay lập tức bất chấp hậu quả, bạn sắp được báo trước hoặc có linh cảm rằng một điều gì đó lớn sắp xảy ra bạn có thể lập kế hoạch trước để giảm thiểu những thiệt hại song ngư không nên để cho bụng đói khi đi mua đồ hãy ăn thật no và khi đó chòm sao này sẽ không quá hào hứng với việc mua sắm như trước nữa niềm tin của cung hoàng đạo này đang dần có kết quả tích cực bạn cần trân trọng những gì mà người ấy đang dành cho bạn nhé con số may mắn của song ngư ngày 6 tháng 3 năm 2024 là 08 và 27.